Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự cập nhật đầu giờ của truyền hình Thông tấn. Thưa quý vị, sáng nay mùng 9 tháng 4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp thân mật đồng chí Sổm Savat Lênh Savat, Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Hoan nghênh đồng chí Sổm Savat Lênh Savat sang thăm và dự phiên họp thường kỳ của Ủy ban Liên chính phủ Việt Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu to lớn quan trọng trên nhiều lĩnh vực của Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào anh em đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam Lào không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu trong thời gian qua, đề nghị hai bên thúc đẩy hợp tác có hiệu quả giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó rà soát lĩnh vực hợp tác cụ thể mà hai bên có thế mạnh như công nghiệp cao su, năng lượng, chế biến nông sản, phấn đấu đến năm 2015, kim ngạch thương mại Việt Lào đạt 2 tỷ đô la Mỹ. Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp, thay mặt chính phủ và nhân dân Lào, đồng chí Sổm Savat Lênh Savat gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, chính phủ và nhân dân Việt Nam đã tích cực giúp đỡ, hỗ trợ Lào trong thời gian vừa qua và bày tỏ mong muốn trong thời gian sắp tới, hai nước, hai chính phủ sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa, đem lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Cũng trong sáng nay, Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn vệ sinh thực phẩm đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức lễ phát động tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trên toàn quốc. Chủ đề năm nay là sản xuất, kinh doanh và sử dụng thực phẩm theo luật an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân phát biểu nhấn mạnh tháng hành động vì chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm là đợt cao điểm để toàn xã hội tham gia vào công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nội dung của tháng hành động năm nay là tập trung giữ vững cam kết của các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm thực hiện theo luật an toàn thực phẩm mà Quốc hội đã ban hành. Vấn đề bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta còn nhiều tồn tại với gần 70% cơ sở chế biến sản phẩm có quy mô hộ gia đình nhỏ lẻ thủ công, thực phẩm buôn bán trên thị trường vẫn chưa kiểm soát hiệu quả, thực phẩm giả kém chất lượng, thực phẩm nhập lậu còn bày bán công khai trên thị trường. Ý thức chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm của một số tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng còn chưa cao. Hậu quả là mỗi năm xảy ra hàng nghìn ca bị ngộ độc thực phẩm, lo ngại nhất là ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nhất là các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, trường vẫn chưa được khống chế có hiệu quả. Ngày sau lễ phát động, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã đi kiểm tra một số nhà máy sản xuất thực phẩm tại khu công nghiệp Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương. Nhằm tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư doanh nghiệp nắm bắt kịp thời về diễn biến của thị trường tài chính bất động sản trong năm 2011, sáng nay tại Hà Nội, Hội Quy hoạch Đô thị Việt Nam đã tổ chức hội thảo Toàn cảnh thị trường bất động sản tài chính năm 2011. Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế đã đưa ra nhận định, phân tích xoay quanh các vấn đề kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam 2011 và những ảnh hưởng tới doanh nghiệp, thị trường tài chính chứng khoán 2011, thị trường vàng, dự báo lạm phát. Qua đó, các nhà đầu tư nắm bắt được dự báo về tiềm năng, xu hướng vận động của thị trường bất động sản năm 2011. Theo một số chuyên gia, thị trường bất động sản Hà Nội sẽ tiếp tục diễn ra tương tự như kịch bản năm 2010. Thị trường vẫn thiếu vốn, nhưng vẫn có những cơn sốt nhà đất mang tính nhất thời và cục bộ. Những cơn sốt này không phải bắt nguồn từ quan hệ cung cầu mà hoàn toàn từ các nguyên nhân khác mang tính hình thức như thông tin về quy hoạch, kỹ thuật, đẩy giá của các nhà đầu tư. Để giải bài toán này, một số chuyên gia cho rằng việc cần làm ngay đối với thị trường bất động sản hiện nay là giải pháp vốn như tạo thuận lợi cho động viên vốn đầu tư từ nguồn FDI cho thị trường bất động sản và có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI, tạo ra cơ chế bảo đảm giao dịch bằng các dịch vụ tài chính và bảo đảm chất lượng tiến độ với sự tham gia giám sát của cộng đồng những người góp vốn. 4.000 trẻ em nghèo tại 10 xã ngoại thành của Hà Nội sẽ được nâng cao văn hóa đọc và tiếp cận với thế giới Internet thông qua một dự án có tên gọi Thư viện lưu động bánh xe trí thức, dự án do Thư viện Hà Nội triển khai trong vòng 3 năm dưới sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế Singapore. Đây là trường tiểu học Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội. Mưa phùn, trời rét, nhưng cũng không ngăn được bước chân của các em đến trường vào ngày cuối tuần. Bởi hôm nay, có một chiếc xe đặc biệt đến đây. Chiếc xe này mang theo 1.500 cuốn sách, báo, tranh truyện và cả những chuyên gia nhiệt tình. Không những thế, còn có những chiếc máy tính với cả một thế giới Internet muôn màu đến với các em. Trường cháu mặc dù là không có sách báo, không có thư viện nhưng các chú khi các chú đến đây thì chúng cháu rất là vui vì có sách báo để đọc ạ. Dự án thư viện lưu động lần đầu tiên được triển khai và cũng thí điểm tại Việt Nam. 78.000 đô la Mỹ là số tiền tài trợ cho năm đầu tiên của dự án. Chúng tôi thực hiện một dự án nước sạch tại Campuchia và quyết định sẽ thực hiện dự án đưa Internet và sách vở đến với trẻ em ngoại thành ở Hà Nội. Chúng tôi là những người đầu tiên làm việc này và đủ thấy câu chuyện chú trọng đến các huyện ngoại thành thủ
đô, không còn là câu chuyện nhỏ. Không cứ phải vùng sâu, vùng xa đâu. Các bạn cứ để ý, chỉ trong bán kính 50 km đã thấy có những chênh lệch rõ ràng. Theo số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, khoảng cách về kỹ thuật số giữa nông thôn và thành thị tại Việt Nam còn khá xa. Khoảng 27% trong tổng số 89 triệu dân Việt Nam đang sử dụng Internet, chủ yếu đều sống tại các thành phố lớn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, gần 60% trên tổng số 6,5 triệu dân Hà Nội sống ở khu vực nông thôn và khả năng tiếp cận dịch vụ thông tin Internet và thư viện công cộng rất hạn chế, đặc biệt đối với những khu vực xa trung tâm thành phố. Dự án này thì nó thực hiện đúng cái chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa đọc, về đáp ứng nhu cầu thông tin, xóa đi cái sự ngăn cách về cái việc được tiếp nhận thông tin giữa các vùng nông thôn và thành thị. Và đặc biệt nó cũng là một cái hình thức xã hội hóa trong hoạt động thư viện mà đang được khuyến khích. Vùng sâu vùng xa thì việc ngăn trở địa lý rất rõ rệt. Tuy nhiên khi chúng tôi đi thực địa, thực tế rất rõ ràng là ngay tại thủ đô Hà Nội vẫn có các trường học, học sinh chưa được kết nối mạng Internet, thiếu thốn về sách vở, khả năng sử dụng Internet không có. Đó cũng chính là lý do mà chúng tôi quyết định thực hiện dự án này tại các huyện lân cận ngoại thành Hà Nội. 10 xã chưa có Internet sẽ lần lượt đón các chuyến xe tri thức vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Những chuyến xe này không chỉ truyền niềm đam mê học hỏi cho các em học sinh, mà còn giúp các giáo viên xây dựng bài giảng sinh động hơn. Dự án thư viện lưu động, bánh xe tri thức, tuy chỉ mới khởi động, nhưng hy vọng dự án sẽ không dừng lại ở 10 xã, và thời gian cũng không chỉ dừng lại ở 3 năm. Để có nhiều hơn nữa trẻ em trên khắp Việt Nam được tiếp cận với nguồn tri thức mà thế giới Internet mang lại. Từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 4, tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thi giai điệu Tuổi Hồng lần thứ 8 năm 2011. Theo đánh giá bước đầu, thì hội thi năm nay có số lượng và chất lượng vượt trội hơn so với những năm trước. Tham gia hội thi có 26 đội với hơn 600 học sinh được tuyển chọn qua vòng sơ khảo từ các trường trung học phổ thông, phòng giáo dục và đào tạo, trung tâm giáo dục thường xuyên của 7 trên 7 huyện, thành phố trong tỉnh. Các thí sinh tranh tài qua các thể loại gồm ca múa nhạc, nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình thầy trò, tình yêu quê hương đất nước. Hội thi không chỉ là sân chơi lành mạnh trong môi trường giáo dục, là dịp để các em học sinh thể hiện năng khiếu, mà còn là cơ hội giao lưu, học tập thiết thực, hưởng ứng phong trào thi đua, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động, tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đáp ứng yêu cầu giáo dục toàn diện cho học sinh phổ thông, tạo không khí vui tươi trong nhà trường. Tổng thống Ali Abdullah Saleh ngày 8 tháng 4 đã lên tiếng phản đối sự can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Yemen, đồng thời bác bỏ kế hoạch giải quyết xung đột do Qatar đưa ra. Tuy nhiên, ông Saleh khẳng định chính phủ Yemen vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại đối với phe đối lập. Hãng thông tấn Sabah dẫn tuyên bố của văn phòng Tổng thống Yemen khẳng định ông Saleh hoan nghênh sáng kiến của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC về việc tổ chức một hội nghị hòa giải với phe đối lập tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, song phản đối việc Thủ tướng Qatar Yassin Al-Thani tuyên bố rằng GCC sẽ tiến tới một thỏa thuận buộc ông Saleh từ chức. Văn phòng Tổng thống Saleh khẳng định tuyên bố của Qatar là sự can thiệp nghiêm trọng vào công việc nội bộ của Yemen. Cùng ngày, hàng chục nghìn người ủng hộ Tổng thống Saleh đã xuống đường tuần hành từ quảng trường Tahrir tới quảng trường Sabain ở thủ đô Sana, dương cao ảnh Tổng thống Saleh và hô vang khẩu hiệu sẵn sàng hy sinh vì ông. Phát biểu trước những người ủng hộ, ông Saleh cũng phản đối kế hoạch của Qatar. Quyền lực của chúng ta đến từ quyền lực của toàn dân, không phải từ Qatar hay bất kỳ ai khác. Chúng ta phản đối sự can thiệp hiếu chiến của Qatar cũng như của bất kỳ ai. Cũng tại Sana, những người chống chính phủ ngày 8 tháng 4 đã tổ chức biểu tình tại một quảng trường gần Đại học Sana, đòi ông Saleh từ chức sau 32 năm cầm quyền. Trong khi đó, tại thành phố Tae, Aden, đụng độ lại xảy ra giữa người biểu tình chống chính phủ và lực lượng cảnh sát, làm ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong ngày 8 tháng 4. Tính đến nay, hơn 120 người đã thiệt mạng từ khi bùng phát làn sóng biểu tình vào tháng 1 năm 2011 tại Yemen. Cũng trong ngày 8 tháng 4, tại tỉnh Abyan miền Nam Yemen, đã xảy ra giao tranh dữ dội giữa các nhóm phiến quân thuộc nhánh của tổ chức Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập. Giao tranh xảy ra chỉ vài giờ sau khi tổ chức Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập đạt thời hạn chót yêu cầu quân đội chính phủ nhanh chóng rút khỏi nơi mà họ lập tiểu vương quốc Hồi giáo ở tỉnh Abyan, cách thủ đô Sana khoảng 480 km về phía nam. Một quan chức địa phương cùng nhiều nhân chứng xác nhận đã nghe thấy tiếng súng nổ dữ dội bên ngoài thị trấn Ra của tỉnh này.
Tổ chức Al-Qaeda tại bán đảo Ả Rập tuyên bố đã tiêu diệt hàng chục lính chính phủ và phá hủy 3 xe tăng của họ. Động tiếp nhiên liệu vào lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Trong tuyên bố đưa ra cùng ngày, công ty này khẳng định các chuyên gia của Atomstar Export ở Iran đã bắt đầu nối lại hoạt động đưa nhiên liệu vào lò phản ứng ở nhà máy điện hạt nhân Bushehr sau khi hoàn tất một loạt các cuộc kiểm tra và làm sạch các đường ống tại nhà máy này. Atomstar Export nhấn mạnh tất cả các hoạt động trên đều được triển khai theo đúng kế hoạch đã thỏa thuận trước đó với Iran. Hồi tháng 2 vừa qua, theo yêu cầu của Nga, Iran đã tạm thời tháo các thanh nhiên liệu hạt nhân khỏi lò phản ứng để thực hiện một số cuộc kiểm tra và tiến hành công việc kỹ thuật. Công ty Atomstar Export cho rằng việc tháo các thanh nhiên liệu ra khỏi lò phản ứng là một biện pháp cần thiết nhằm đảm bảo an toàn, do các chuyên gia của Nga đã phát hiện một vài mảnh kim loại nhỏ lọt vào một hệ thống làm mát. Cũng trong tuyên bố trên, Atomstar Export cho biết việc xây dựng nhà máy điện Bushehr hoàn toàn tuân theo cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân và các điều luật quốc tế. Tuy nhiên, tuyên bố của Atomstar Export không cho biết cụ thể về thời điểm nhà máy Bushehr sẽ đi vào hoạt động. Cũng trong ngày 8 tháng 4, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cho biết chính phủ nước này từ chối thực hiện các cam kết trong các cuộc đàm phán để gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO cho đến khi Nga là thành viên chính thức của tổ chức này. Tuyên bố trên được Thủ tướng Nga đưa ra trong một cuộc họp ngày 8 tháng 4 nhằm phát triển ngành công nghiệp chế tạo của nước này. Tại cuộc họp, Thủ tướng Putin khẳng định Nga sẽ chỉ thực hiện các quy tắc và giới hạn của WTO khi đã là thành viên của tổ chức này. Và từ nay cho tới khi đó, Nga có quyền thực thi những cam kết phù hợp với mình. Trước đó, Bộ Phát triển Kinh tế Nga cho biết việc gia nhập WTO của Nga sẽ không cản trở nước này tăng thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng công nghiệp. Nga là nền kinh tế lớn thứ 6 thế giới và là quốc gia duy nhất trong nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 chưa gia nhập WTO, tổ chức hiện có 153 thành viên. Nga bắt đầu xin gia nhập WTO vào năm 2003 và hiện nay vẫn tiếp tục tiến hành những cuộc đàm phán gia nhập tổ chức này. Bản tin thời sự đầu giờ của truyền hình Thông Tấn xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.